phố đêm đèn mơ răng răng màu trắng như vì sao với đầu em lên cho anh em tham khảo một cấu hình karaoke gia đình giá bình dân anh em nhé. Với cấu hình này chỉ với giá là 17 triệu 800 thôi anh em nhé. 17 triệu 800 với cái cấu hình này. Sử dụng vang số anh em nhé. Vang số micro và cục đẩy, cặp loa full 30. Và em sẽ đi chi tiết về cái cấu hình này cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Loa đây em sử dụng cặp loa V12 bát 30 anh em nhá. Bát 30. Sử dụng có một cặp thôi anh em nhá. Sử dụng có một cặp thôi nhá. Một cặp loa này hiện tại bên em đang giá bán là 8 triệu anh em nhá. Giá rất là bình dân cho anh em. Và cặp loa này chất âm của khá hay. Chơi KK thì khá là mượt anh em nhá. Khá là mượt. Anh em có điều kiện để ghép súp hơi 40 và nữa thì quá đẹp luôn. Còn đâu bình thường thì anh em chơi cặp loa này là rất là hợp lý anh em nhé. Giá chỉ có 8 triệu thôi, hàng nhập nguyên con anh em nhé. Đó, nhập nguyên con anh em có thể nhìn thấy cái lớp sơn cát. Đó, và tiếng con này khá là mượt luôn anh em nhé. Khá là mượt. Nói chung ở đây là một cái cặp loa mà anh em đáng chơi. Giá bình dân anh em nhé. Giá bằng loa đóng tại Việt Nam luôn anh em nhé. Giá bằng loa đóng tại Việt Nam nhưng chất âm thì nó là khẳng định là chất luôn. Chất âm là hay hơn khá nhiều vì được các kỹ sư người ta căn chỉnh phân tần rất là tốt. Và cái lớp vỏ của nó xịn xò hơn anh em nhé. Xịn xò hơn. Vỏ này chống nước, chống bụi, anh em chỉ cần lấy cái bàn chải đánh qua phát sạch bóng ngay. Đấy. Nói chung là với con loa này thì bằng tiền loa Việt Nam nhưng mà chất âm thì hay hơn rất là nhiều anh em nhé. Chất âm hay hơn và bền đẹp hơn anh em nhé. Còn đi về dàn máy ở đây em sử dụng một bộ dàn máy đồng bộ của Lợi X anh em nhé. Sử dụng đồng bộ của Lợi X, đó là một con micro U700 mệnh giá hiện tại chỉ có 2 triệu thôi anh em nhé. Giá chỉ có 2 triệu với bộ U700 này thì có đầy đủ tự ngắt nhá, cảm biến gia tốc. Đấy, cảm biến gia tốc tự ngắt và cái chất âm của nó rất là sáng và sạch. Nói chung anh em chơi cái cấu hình này, chơi bộ mic này là quá là hợp lý rồi và nhiều anh em chơi rồi. Anh em nhá, quá nhiều anh em chơi cái bộ mic này rồi. Không ai chê được cái bộ mic này vì cái chất âm của nó khá là hay. Anh em nhá, khá là hay. Đầu tiên chất âm nó hay này, cái thứ hai là nó nhiều tính năng này. Và cái thứ ba là nó nhiều cái ví dụ như là giá nó bình dân ấy anh em nhá. Và tiếng nó sạch lắm anh em nhá, tiếng nó sạch và nó rất là đẹp. Chơi đồng bộ này của Lợi X luôn. Đó. 700 U700 với giá chỉ 2 triệu thôi. Và một con vang số đây em sử dụng con Lợi X8. Con này thì bán thì thật sự với anh em những bộ dàn trên 30 triệu em cũng lắp con này. Cái chất âm của nó quá là hay luôn. Đầy đủ tính năng nhá. Bluetooth cổng quang. Đấy, chạy điện yếu luôn anh em nhá. 110V chạy được. Đấy. Con này nói chung là nó quá hay luôn. Hai mic riêng biệt cả đằng trước lẫn đằng sau luôn anh em nhá. 5 cổng ra nhá, âm thanh 5.1 nhá. Đó, nói chung là chơi con này thì khỏi phải nghĩ. Hai mic AB riêng biệt anh em nhá. Hai mic AB riêng biệt. Bluetooth cổng quang. Đấy, chuyển cổng anh em chỉ cần ấn input này. Đấy, ok chưa? Đấy chưa? Đấy, optical. Đấy, giờ xe A1. Nói chung là chơi con này thì khỏi phải nghĩ anh em nhá. Mà chơi vang số thì anh em không sợ bị lỗi thời đúng không ạ? Không sợ bị lỗi thời, không sợ bị... Đấy, anh em chỉ chỉnh lại phát là nó lại hay luôn anh em nhá. Kể cả anh em đổi loa hoặc là thay mic hoặc là thay những thiết bị khác chỉnh lại một chút là hay thôi. Nó không như vang cơ nó dễ bị lỗi thời anh em nhá. Còn vang số này thì anh em chơi thoải mái, chơi rất là bền luôn. Bền và nó không sợ lỗi thời. Đấy, con này thì rất tiện, anh em có thể thấy em dùng cái điều khiển tinh chỉnh rất là dễ. Đúng không ạ? Nói chung là chơi rất ngon luôn.
Đấy, hai mic AB riêng biệt, effect cũng riêng biệt luôn, anh em có thể muốn cài nhá. Mic A, Eco, mic B gì vật đều được. LX8 giá chỉ 3,3 triệu anh em nhá. Đấy, và một con âm ly ở đây là con âm ly PL2.6. Đấy, nó là một cục đẩy, nhưng mà nói chung là nó anh em có thể đọc cục đẩy hoặc là chữ âm ly cũng được nhá. Ở đây nó là Professional Power âm ly. Đấy, nó là phần công suất anh em nhá. Công suất đây em sử dụng công suất 600, 2PL2.6 là cục đẩy 2 kênh 600W kênh anh em nhá. 600W này thì anh em có thể chơi tốt cho 2 cặp bát 30 này luôn anh em nhá. Nhưng ở đây em ghép một cặp. Đấy, tại sao nói cấu hình này chơi gia đình ngon, vì anh em có thể thấy là anh em nhìn nó đẹp chưa? Rất là đẹp. Tại vì nó rất là ngắn gọn, anh em có thể thấy cái cục đẩy nó chỉ 38 phân thôi, 30 phân thôi anh em nhá. Thì chơi cục này anh em chơi thì khỏi phải nghĩ luôn nhá. 30 phân anh em đút tủ nào cũng vừa, khẳng định với anh em luôn. Đút tủ nào cũng vừa. Đấy, đây là cầu sau. Và ghép nối nó rất là đơn giản anh em nhá. Chỉ việc nhạc vào này, hoặc là anh em cắm cổng quang này, anh em cắm dây main xuống hai kênh của nó là ok. Con đẩy này có bridge anh em nhé, có bridge, và anh em muốn chập vào đánh súp đều ok, nhẹ nhàng, dễ dàng. Thì với cái cấu hình này trị giá chỉ có con PL2.6 giá 4.500.000 đồng, em bao ship anh em nhé. 2.6 là 4.500 này, 3.3 này và 2.000.000 này. Đây là bộ dàn máy. Cặp loa là 8.000.000, chọn bộ là 17.800.000 anh em nhé. Anh em sở hữu được combo khá là ngon. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của bộ cấu hình này. Em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, mời anh em cùng đeo tai nghe. Mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm cái chất âm của bộ cấu hình trị giá chỉ có 17.800.000 anh em nhé. Bộ cấu hình này em sử dụng một cặp loa, đó là cặp loa V12 giá bình dân anh em nhé. Bộ mic U700 và vang số và cục đẩy hai kênh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe. Phố đêm đèn mơ sáng sáng, màu trắng khuya vì sao với đầu mô hiền. Phố đêm nhiều lần suy tư vì nhớ còn trong đời những ngày hương lịch lớn mây đen làm mùa trăng dày cho nên còn tiếng say thềm trước thềm ngàn người vụng vơ vì người hay mơ dòng đời. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.